Mọi người, bữa nay mình nướng thịt bò với tôm ăn chiều. Giờ mình đang nướng tôm, mình nướng thịt bò xong rồi. Để lửa nhỏ cho cái thịt nó màu trắng lên, đậy nắp lại một chút. Ăn gì mới ngon, nếu mà nó chín quá nó khô luôn ăn không có ngon. Cái vợ có làm cái nước chấm, chút nữa mình lấy tôm mình chỉ chấm vô cái nước. Giờ cái này ăn với bánh mì nữa, cái này bánh mì với cái có lạc và tỏi. Bánh mì mà có tỏi chấm mình nướng lại cho nó giòn thôi, cho nó còn cả cái xương của nó. Cái này là salad, cái này là cái sauce của salad mình để vô. Này là bò cũng khen medium rare, sau nó còn hơi sống một chút. Cái máy này là sauce, cái này ớt, cái này là barbecue sauce, cái này là cũng bỏ vô salad được. Táo xanh ấy lên với ớt của Việt Nam, ớt chân gà. Mình ăn với bắp. Này steak nướng rồi hồi nãy. Bây giờ anh Khang nó đang gạt cái cục xương. Ngon không? Dạ. Cái này là bánh mì sandwich, mình nướng cho nó giòn, mình để vô ăn với salad đó, nó ngon. Cái này con tôm, cái này là cái sauce chấm của con tôm. Ngon, tại vì nó mai vừa tính chín tới. Thôi salad thì cái dạ làm cái sauce này ngon. Cái sauce này ăn với salad, thường mình không ăn salad mà có cái sauce này để vô ăn ngon. Rồi cái này bò thì mình chấm cái sauce barbecue. Ngon. Lấy cái sauce, hot sauce. Cái này nó không có cay gì mấy, nó chỉ chua chua. Cay cay chua chua thôi, không có cay nhiều.
Nước này nó chua chua, ngon, nó chanh. Bắp thì nó ngọt ngọt. Thích không Khang? Dạ. Ăn chải không? Cảm ơn em gì không? Nó lấy chùm salad. Ngon. Salad này mình chan cái sauce này vô, mình bỏ chút bánh mì vô, bánh mì giòn.
Cho ăn bắp rồi kìa. Khá ăn nó kém ăn. Nhiều kén ăn quá. Cái bò này nó có mỡ mỡ, nó ngon, thì nó không có khô. Thịt này nó còn hơi chín ngay giữa, hơi sống ngay giữa vậy nó mới mềm. Này ăn ngon quá, chắc mình ăn thêm dĩa nữa. Làm thêm dĩa nữa.